Đấy, khu vực này thì điện đường, đấy, điện đường là đều có hết. Đó, từ cái hàng rào đấy đi thẳng về phía này, rồi là trèo lên cái nhà này đập luôn, lên kia. Đấy, nhưng mà xe cổ cái gì nó đi vòng sang bên kia, nếu mà có ô tô đi vòng sang bên kia, còn đi bộ thì chỉ có lướt qua đây được thôi. Lướt qua đây cái là ra mặt đường đường chính của đường rồi. Cái này xây ba nhà rộng thoải mái. Cái khu vực đất đấy, sau này về già đi đấy, có thể là đi di chuyển lại cho nó gần, với là con cái với gì có thể là chơi chung với nhau đấy. Khi trở thành ở trong một cái khu vực ở trong xóm như này, như kiểu xóm ấy, và đối diện ở đây là nhà bàn xoa, đối với cửa kia, ở trên kia là nhà bé Tù. Và ok, hello, chào tất cả mọi người. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sống Châu Phi. Video hôm nay là một video rất là đặc biệt, đó là hành trình xây 3 căn nhà dành tặng cho anh Mize, Tony, rồi là anh Sigao. Đấy. Như mình nói ấy, thì cách đây cũng đâu đó là tầm 4-5 tháng gì đấy, là cũng bảo là mấy anh team huyền thoại ấy là chỉ thiếu sót mấy anh ngày xưa ấy, từ thời mà xưởng đá làm với mình ấy, thì bây giờ chỉ thiếu sót là Emize này, với là Sigao, với là Tony. Đấy, chỉ có ba anh nữa là chưa có nhà. Có nhà rồi nhưng mà thực chất là nhà của các anh thì cũng là nhà đất với gì ấy, thì mình cũng nói lâu rồi là sẽ tặng cho mỗi anh một căn nhà đấy. Như đồi Mingu này, Freddy này, Victory Matiloi này, bàn xoa này, đấy đều đã có nhà hết rồi, thì thiếu sót ba anh nữa thôi. Thì bây giờ là ngày hôm nay là đi xem đất và hỏi các anh lại lần nữa, tại vì mình cũng hỏi rồi là các anh muốn xây nhà ở cái huyện mà đang làm việc đây hay là xây nhà ở quê đấy. Mấy anh bảo là xây ở đây để tiện cho công việc đi làm này, và cũng như là đưa vợ con với gì đến đây để định cư ở đây luôn đấy, ở cái huyện này luôn. Ok, để tí hỏi lại lần nữa. Thì ngày hôm nay là đi xem đất nhé, xây nhà cho Lôi nhá. Có phải là xây nhà cho mấy chú kia? À, xây nhà cho mấy chú kia. Để xây nhà cho Lôi cưới vợ, Lôi đi làm thôi, chứ không đi học nữa đâu. Cưới vợ nhá. Hả? Ok không? Không ok à? À, thế là chưa cưới vợ đúng không? Đi học đấy chưa? Rồi, bây giờ là đi nha mọi người. Đây, hiện tại là đây anh Tony, Mize, với là Sigao ở đây. Đấy, ba anh lại đây. Rồi thì mình cũng muốn hỏi các anh lại lần nữa là các anh muốn xây nhà ở Bài Lun Đù hay là ở Ekunya? Ekunya là quê của các anh. Você aonde Ekunya o? Eu aqui. Aí, Renal, de antigo. Tá da casa da tua mãe. Tá lá no Cozinho Sao lá. À. Không phải Ekunya mà ở cái huyện gần đây. Đó là nhà của mẹ thôi. Anh Mize thì chưa có nhà cửa gì cả. Agora tres pessoas quero fazer casa aí em Bailundo? Sim. Não lá em Cunha? Não. Por quê? Ah, ở đây tốt hơn ở Cunha. Sim. Ok. Đấy, tiền cho công việc làm việc, thành ra là xây nhà ở đây. Sau chamamore filho veio. Đấy, thì ba anh này thì cũng đã làm với mình từ ngày xưa rồi. Cũng đâu đó là 5-6 năm rồi làm YouTube ấy mọi người. Ban đầu xưởng đá thì anh em cũng cố gắng đấy,
Nói chung là có ba anh này từ ngày xưa cũng hỗ trợ mình rất là nhiều đấy. Nếu mà để mà nói cái này coi như là đền đáp lại cho các anh thôi. Tại vì thực chất là nếu mà không có các anh như ngày xưa ấy, không có các anh ngày xưa ấy như này ấy, thì hiện tại bây giờ mình cũng không được như này như kia đâu. Đấy. Nói chung là cũng có nhiều thứ là các anh xây dựng với mình, và các anh cũng phạm lỗi rất là nhiều, mình cũng nghỉ việc nhiều rồi quay lại, nghỉ việc nhiều rồi quay lại đấy. Cuối cùng chốt lại là đến hiện tại bây giờ đấy, các anh vẫn đang cố gắng để làm giúp đỡ anh em trong team với dân bản, lo cho cuộc sống hàng ngày, ăn uống rồi là chi phí các kiểu cho con cái. Thành ra là bây giờ là thôi xây ba cái nhà thì mình sẽ kiếm một cái mảnh đất to, cũng tương tự như nhà phải đi về Matiloi với là gì, chung lại một khuôn viên luôn mọi người nhá. Você cura terreno aí já? Tem terreno aí já? Terreno? Sim. Já tem aí? Tem. Agora mostra meu pai lá já. Sim. Rồi bây giờ là đi xem cái mảnh đất ở phía gần nhà bán ra, Junto bán xoa, gần nhà bán xoa luôn mọi người ạ. Đấy, để xem cái mảnh đất đấy nó to hay rộng, nó to không đấy, đủ xây để ba nhà ở phía trong khu đất đấy không đấy. Thôi bây giờ không bật xa thôi, caro nó tên đi bộ thôi. Ở phía trước nhà bán xoa thì các anh bảo là ở sau phía nhà bàn xoa đây là có một mảnh đất đấy, mình không biết là có to hay không, nhưng mà bây giờ cái trục chính mặt đường này này không có đất nữa mọi người nhá, một là chỉ có ở trong phía sau thôi. Đây là nhà bàn xoa này, nhà bàn xoa bây giờ là cũng hàn cửa ngõ với gì ở trong này kìa đấy, chống trộm với gì vào. Hàng rào này cũng thấp, cũng sửa sang lại nhà. Đâu rồi? Esse de caminho? Caminho? Hả? À, nó là có đường khác chứ. Làm gì mà đường nhỏ như này? Đấy, ngày xưa xây nhà là phải cách xa ra tầm 1 mét mấy ấy, để dân ở phía sau đi lại ra phía ngoài. Tại vì nhà mặt đường là luôn ưu tiên là xây không được sát quá. Như ở Việt Nam, như ở Việt Nam mình thành phố lớn như Hà Nội với gì, thủ đô với gì ấy, cũng sẽ để hẻm với gì cho nhà phía sau đi mà. Đâu để xem cái mảnh đất ở phía sau này như thế nào. Đấy, khu vực này thì điển đường là đều có hết. Nên là khá là ok. Chỉ cần có điện đường thì đường đất cũng được, chưa nhất thiết là đường nhựa. Phép ta. Onde é o terreno? Não, terreno. Mas é muito atrás, já? Sim, procurei aqui. Não tem? Não tem. Lá também não tem. Aí tem bué aí, não tem, não tá vendendo? Não, não quero. Ah. À, là luôn nuôi. À, chủ đất cũ của bàn xoa là có thêm đất ở phía sau này. Như nhà phía sau này thì để xem cái mặt đường ấy, nó cũng vào trong này cũng được. Bây giờ đất không có nữa, muốn xây cho anh em sát gần nhau, có gì là thành hàng xóm nhau chứ. Chứ bây giờ xây ở cách xa quá, đất ở như mặt đường mà như trước nhà bàn xoa với là mấy anh em phải đi với gì ấy, thì ở những nơi khác ở ngoài kia cũng đầy, nhưng mà mình muốn xây ở một cái khu vực này chung cả 8 anh em luôn. Tám anh em đấy, đời đầu của team huyền thoại, team chơi phi ấy. Ao nít
Si no tiene camino grande ahí fuera. ¿A dónde? Aquí. Material pasa en estrada. Material pasa ahí. Ah. Un carro que lleva material. Ok. À, vẫn có cái đường lớn ngoài kia nhá. À đi. Ấy. À, vẫn có đường đi ô tô hay gì vào là ok rồi. Đây, đường này là ô tô với gì vào? Vào được. Đoạn này á? Đâu? Ấy. Đường này ô tô với gì vào được? Bây giờ không có cái đất nào mà như ở phía ngoài bản xoa với gì nhỉ? Có rồi, tuyệt vời quá. Ăn đi. Đất ở đây à? Đất ở đây thì không được rồi. Đất ở đây không được rồi. Nó cụt nhỉ. Vào. Ấy quá nhỉ. Ấy. Ah, né? Começou aqui nessa parede. Aqui nessa parede. E agora aqui foi aquela. Naquele... Aí? Sim, essa daqui atrás. Ah. Ei. Không được rồi. Xung quanh này ấy quá. Procurei mesmo lá. Lá é curva lá cima aí, não tem? Não tem. Ele é o meu que é mais velho, mesmo do bairro. Aí? Sim. Khó nhỉ? Nhà chỗ này thì không ấy xây được. Caminho saiu onde? Caminho. Aí? Qual? Tem? Aí, vai. Aí. Passar lá. Aí, faz isso aí. Sim. Cadê aí, sai? Sim. Bate isso aí? Sim. Aí. Đây. Cái này cũng rộng. Cũng rộng nhưng mà được cái bây giờ cái đường đi này không nó nhiều đường nhỏ ấy mọi người. Nó chiêng ngoãn. Bây giờ sao nhỉ? Đất bây giờ cái khu vực này hiếm thật. Đây là ở thị trấn nha mọi người. Còn ở trên bản thì mấy chục hay mấy trăm hecta có. Mặt đường có. Nhưng mà ở thị trấn thì nó khác. Dần dần cũng không bán đất nữa rồi. Tại vì người ta để cho con cái hết rồi. Đây cái khu vực đất ở phía này là từ cái hàng rào đấy nhá. Đó, từ cái hàng rào đấy đi thẳng về phía này. Rồi là trèo lên cái nhà này đập luôn. Nhà này đập luôn. Lên kia khá là rộng, cái này rộng. Giống đất ở chỗ nhà phải đi với là Martilôi với gì. Đây có đường này. Đường nhiều. Tem caminho grande. Caminho grande, esse mesmo aqui, onde passamos. Ah. Você gosta? Sim. Ah? Sim. Gosta do terreno aí? Sim, sim. Anh thích. Casa aqui sai, casa aqui também sai. Bem grande. Sim. Cái này được, đất này ok. Đây ở đây thì có điện đầy đủ, chỉ là cái con đường nó đi vào ấy
là hình như cái này mặt mặt chính này, mặt chính đường đường chính để đi ra này. Đấy nhưng mà xe cổ cái gì nó đi vòng sang bên kia, nếu mà có ô tô đi vòng sang bên kia, còn đi bộ thì chỉ có lướt qua đây được thôi. Lướt qua đây cái là ra mặt đường đường chính của đường rồi. Đấy, đi thẳng về bên kia là ra nhà bán xoa bên kia. Đây cái đường đường chính ở phía ngoài này mọi người này. Nói chung ở đây thì phía về sau thì nó cũng sẽ phát triển đường xá với gì thôi. Tại vì điện với gì nó cũng đến đây rồi. Chỗ nào có điện cột như này là đều có đường hết. Bay, tụi bay này. Bay tren hoy si bay presu como. Để sẽ hỏi xem giá đất ở đây như nào đã. Cái này mà xây nhà thì phải cây cây cối là cũng để lại một số thôi, một số cây chính thôi. Đây như cây cây xoài, cái này nằm trung tâm chính giữa luôn này. Còn hai bên này là xây nhà này. Nói chung là khu vực đây thì khá là rộng. Sau xây bao tường lại thì cũng ok. Ấy, ấy. Sí, aquí. Sí, du du ấy. Sí. Aquí en esa casa. Vâng, qua đây. Cuadrado. Lu manga? Sí. Que la manga pertenece aquí. Pai brazo como es ahí tren. Voy a hablar un brazo, después voy a pensar. Ahora di con tu como, después voy a hablar. El precio está a 800. ¿Hm? 800. $800,000 chưa bớt. Ya, después voy a ir a casa, voy a pensar, voy a mandar preso a él, ¿ya? Sí. Después voy a hablar con mi padre. Ah, sí. Ah, ok. Để xem vô vé bay để cambu. Cái này xây 3 nhà rộng thoải mái. Cái khu vực đất này thì xây 3 nhà thoải mái. Nhưng mà mình đang không thích là cái đường. Cái đường ấy. Các anh thì bảo thích. $800,000 thì rơi vào đâu đó tầm 500,000. 55.000 là bán. 55.000 bây giờ tiền mất giá rồi. Còn $55 thôi. Cái mảnh đất này là tầm 12 triệu. 12 triệu tiền viện. Xây nhà thì mỗi nhà xây lên thì rơi đâu đó tầm cũng 200 mấy triệu. 3 nhà là tính gần 700. 700 triệu là 3 nhà. Cả đất nữa. Đất. Đất là tầm 12. Sắp xế đâu đó gần 7 năm mấy rồi. Nói chung cũng sắp xế 7 năm 2. 7 năm 2 là hoàn thiện hết rồi. Nó tới mai otru. À. Nu ukuraru da filu aina. À. Si rubaru ahí está bom. No tem mundo gatuno. No. Thôi, bây giờ đi về chưa? Để bơi vô con mà sao bài á? Biết rồi chưa? Bây giờ đi về hầu hết đất ở đây ấy. Như ban đầu mình nói ấy, nếu mà mua kể cả cho các con của các anh thì cũng sẽ mua những cái vị trí như thế này thôi. Tại vì khu vực ngoài đường là không có nữa rồi. Thì bắt buộc là phải mua ở phía trong này để cho gia đình anh em đấy sau này về già đi đấy, có thể là đi di chuyển lại cho nó gần với là con cái với gì có thể là chơi chung với nhau đấy khi trở thành ở trong một cái khu vực ở trong xóm như này như kiểu xóm ấy xóm mình ấy đấy thì những cái khu vực ở phía trong này đất này cũng có thể mua được để làm
để làm xây nhà rồi là con cái sau đi lại ông bà gì cho dễ dàng. Chứ bây giờ mua những cái vị trí xa quá thì vẫn là nằm huyện thôi, nhưng mà nó lại khác xóm. Đây, phía ngoài này mặt đường này, đường chính này, đường chính này. Ra ngoài nhiều đường lắm, nói chung là đường dài đấy. Đây, ra đây cũng là đường này. Xin bút đù. Bút đù cơm mình nhá. Đấy, rồi bây giờ là đi về để hỏi xem các anh có thích không. Thích thì nhích luôn. Chứ bây giờ hỏi các anh ở đây thì chủ đất có đấy. Đành ra là thì chủ đất mà thấy anh em thích cái đất này thì bớt tiền với gì khó làm việc lắm. Đành ra là lúc nãy là cứ chê là nhiều đường. Đường đi hẹp quá đấy, chắc là phải tìm đất khác thôi. Đấy. Nhưng mà thực chất là về mai hoặc là mốt bắt đầu mới hỏi giá lại, xuống giá. Chứ đừng có đồng ý ngay, để cho người ta cảm thấy là mình đang chê chứ không phải khen. Khen đất mình đẹp là thôi, khen đất đẹp là chỉ có mất tiền thôi, mất thêm tiền thôi. Cái mảnh đất đầu kia ấy, thì mình trả 500.000 là tầm 12 triệu thì ông cũng sắp xỉ là chuẩn bị đồng ý rồi. Đấy. Nhưng mà mình đang thích là cái mảnh đất ở đây này. Đó. Đây các bạn này. Cái mặt ở bên này như là đất của La Tông này. Đúng không? La Tông. Yeah, La Tông. Đây, La Tông đã mua đất ở đây rồi này. Và ở trên kia là Adianu. Đấy, Adianu đợt mình có dẫn em đấy đi mua ở đấy. Và đối diện ở đây là nhà bàn xoa. Đối diện ở đây là nhà bàn xoa đầu cái cửa kia. Ở trên kia là nhà bé Tù và nhà của bốn anh em trên kia nữa. Đấy, trục đường chính này. Ngày xưa ấy, mình nhớ không nhầm là mình có đi hỏi cái mảnh đất này rồi. Mảnh đất này và chủ đất cũng đã đồng ý bán. Đấy, nhưng mà lúc ấy là chưa biết giá cả như thế nào. Nhưng mà mảnh đất này khá là to. Từ cái nhà này này, từ cái nhà này đến cái chỗ mà có hai em con nít đứng đấy. Đấy, ở trên này một tí, cái đường đi xuống. Đây, mảnh này khá là to luôn. Đấy, nếu mà đắt hơn một tí, hơn đâu đó là tầm 15 triệu nữa. Là tính sơ sơ cái mảnh này khoảng 30 triệu. 30 triệu tiền Việt ấy. Là tầm 1,5 triệu quan hay là gần 1,8 triệu gì quan ấy. Đấy. Mà cái trục chính này thì về sau thì nó rất là có lợi cho các anh. Về mặt là tỷ giá của đất nó cũng tăng này. Đấy, với là cơ sở hạ tầng đường nhựa tầm chục năm, 20 năm nữa là cái đường nhựa này làm luôn này. Cái địa điểm đấy thì ngày xưa là chưa có. Mình vào mua đây là mình biết là cái quy hoạch của huyện đấy là ở đâu có điện này, có đường này là đầy đủ hết. Sang đây mà làm bất động sản thì nói chung là cũng tất cả mặt đường nào sắp lấy làm hay điện đường có nắm bắt được hết nha mọi người. Nhưng mà đất thì nó vẫn rẻ lắm. Mua cái đời của mình mà mua ấy, thì đời chít, đời chắt thì mới nhân được ít năm lên. Rồi mấy anh đang hỏi cái vị trí đất này nha mọi người. Nếu mà chủ đất không bán thì khả năng là cao là sẽ mua ở trong kia. Cái mảnh lúc nãy mới vào ấy. Còn mảnh này mà dân chủ ấy, chủ đất bán thì mình chắc chắn là sẽ mua. Đắt hơn một tí cũng được. Nhưng mà sau này có lợi cho các anh về sau này. Mình muốn ta nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Ok, chào các bạn nha. Chào các bạn. Thôi, vai bùng tả chứ. Phải đi hỏi chỗ đất này.